Kim Ngân có phải là em dâu của chị Thanh Lan hay không? Tại vì quý vị có xem trên internet thì được biết rằng chồng của Kim Ngân là em của ca sĩ Thanh Lan. Thời gian qua, trên mạng xã hội rộ lên thông tin ca sĩ Kim Ngân là em dâu danh ca Thanh Lan. Trước thông tin này, danh ca Thanh Lan đã lên tiếng trên kênh YouTube của mình. Cô nói: "Trong thời gian vừa qua, tôi có nhận được câu hỏi từ khán giả rằng Kim Ngân có phải em dâu tôi hay không, vì trên mạng có thông tin rằng chồng Kim Ngân là em trai ca sĩ Thanh Lan. Thực ra đây là một sự hiểu lầm, vì ở Sài Gòn những năm 60 có một cô ca sĩ khác cũng tên là Thanh Lan. Cô Thanh Lan này đã lập gia đình và nghỉ hát trước cả khi tôi đi hát. Vì cô ấy đã nghỉ hát nên tôi mới lấy tên Thanh Lan, cũng là tên thật của mình, để đi hát. Trong giới nghệ sĩ lúc đó thường gọi tôi là Thanh Lan nhỏ, còn cô ấy là Thanh Lan lớn. Như vậy, Kim Ngân là em dâu của cô Thanh Lan lớn kia chứ không phải em dâu tôi." Tiếp đó, Thanh Lan hé lộ về cuộc nói chuyện giữa mình và chồng cũ của Kim Ngân. Cô kể: "Tuy nhiên, vào những năm 1993, 1994, khi mới qua Mỹ, tôi cũng được làm việc với trung tâm ban nhạc của ca sĩ Kim Ngân. Anh Bắc, chồng của Kim Ngân lúc đó, có mời tôi thu một CD những bài nhạc Pháp, nhạc Việt thịnh hành. Khi ấy, Bắc có đưa bìa băng cassette của Kim Ngân cho tôi xem và tôi phải thốt lên: đẹp, vợ em đẹp hơn chị. Không biết cô nào đây mà xinh thế. Thời điểm đó, tôi cũng mới nhìn Kim Ngân qua hình chứ chưa gặp ở ngoài bao giờ. Tôi cũng không có cơ hội gặp Kim Ngân thời điểm ấy vì hai vợ chồng cô đã không còn sống chung. Sau khi cho tôi xem hình Kim Ngân xong, Bắc nói: chị biết không, có những CD vợ em không hề hát bài nào nhưng cứ in hình ngoài bìa là bán chạy. Tôi thấy Kim Ngân may mắn và có phước quá, chẳng cần hát. Chỉ cần có mặt mình trên đĩa thôi cũng khiến khán giả mê mẩn mua về." Cuối cùng, Thanh Lan chia sẻ sự đồng cảm với Kim Ngân. "Thời gian qua, chuyện về Kim Ngân bỗng rộ lên trên mạng xã hội, khiến tôi buồn ngùi quá. Ngày xưa Kim Ngân đẹp như thế, không biết vì lý do gì mà giờ lại thành như thế này. Tôi nghĩ không ai có quyền phê bình hay lên tiếng trong chuyện này. Hãy để cho những người có số phận khẳm hiu được yên ổn với đời sống riêng tư của họ. Tôi chỉ muốn nói rằng, thân phận một người phụ nữ cô đơn tại nước Mỹ này hay bất cứ đâu cũng rất buồn tẻ, đau khổ. Nên tôi xin chia sẻ cùng Kim Ngân nỗi đau này, dù tôi không phải chị dâu cô ấy. Tôi nghĩ Kim Ngân vẫn còn đang rất mê nhạc và muốn được ăn diện, bay nhảy, ca hát, nhưng số phận lại không cho phép. Tôi xin chúc Kim Ngân có được những gì mình muốn." Thanh Lan tên thật là Phạm Thái Thanh Lan, sinh năm 1948 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Năm 9 tuổi, chị học piano với các sơ ở trường Sanborn, sau đó được vợ nhạc sĩ Thẩm Oánh và nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi hướng dẫn. Khi còn là nữ sinh phổ thông, Thanh Lan đã hát trong ban nhạc Việt Nhi của nhạc sĩ Nguyễn Đức. Chị cũng sinh hoạt trong ban nhạc sinh viên Hải Âu của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, một trong những ban nhạc có khuynh hướng Việt hóa nhạc trẻ đầu tiên ở Sài Gòn. Vào cuối những năm 1960, Thanh Lan thường được mời hát dân ca ba miền trên truyền hình. Đây cũng là thời điểm Sài Gòn có những chương trình truyền hình đầu tiên. Khi là sinh viên năm đầu của Đại học Văn khoa, Thanh Lan nổi tiếng với các ca khúc tiếng Pháp. Hình ảnh Thanh Lan xuất hiện trên các bìa bản nhạc bày khắp nơi. Thời kỳ phát triển mạnh mẽ của phong trào nhạc trẻ Việt Nam, chị là bạn diễn ăn ý với ca sĩ Nhật Trường qua các tình khúc Trần Thiện Thanh. Ở Thanh Lan hội tụ đầy đủ tố chất thanh sắc của nữ nghệ sĩ đa năng, vóc dáng thon gọn, gương mặt thanh tú, cặp mắt đen, chiếc cằm trẻ, nốt ruồi duyên ở khóe môi, chất giọng ngọt ngào, nhỏ nhẹ, khả năng hóa thân tốt. Chị tỏa sáng ở lĩnh vực kịch nghệ, đóng hàng chục bộ phim, trong đó có Ván Bài Lật Ngửa của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Sau những năm tháng thăng trầm, lận đận tình duyên thời tuổi trẻ, ở tuổi 69, Thanh Lan sống bình yên, vui vẻ bên con gái tại thành phố Irvine, California, Mỹ. Thời gian qua, ca sĩ Kim Ngân bỗng nổi lên như một hiện tượng trên khắp các trang mạng và phương tiện truyền thông, thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo công chúng toàn thế giới. Đặc biệt, kể từ sau khi danh hài Thúy Nga giúp đỡ và quay clip về Kim Ngân, những câu chuyện đời tư, cuộc sống cá nhân của cô càng được theo dõi mạnh mẽ hơn. Hầu hết khán giả đều biết Kim Ngân là một ca sĩ nổi tiếng trong thập niên 80, từng có quá khứ đầy huy hoàng và nhan sắc diễm lệ khiến ai cũng mê mẩn. Thế nhưng, sau khi ly hôn chồng và không sống cùng hai con gái đầu, Kim Ngân bắt đầu phát bệnh, hóa điên rồi đi lang thang đến tận bây giờ. Trước thông tin này, vợ nhạc sĩ Trường Hải, mẹ đỡ đầu của Kim Ngân đã lên tiếng chia sẻ tại chương trình The Jimmy TV: "Kim Ngân ngày xưa dễ thương và lễ phép lắm, giống như con gái tôi vậy. Gia đình tôi sang Mỹ vào năm 1980, khi Kim Ngân mới 15 tuổi. Kim Ngân cho con gái tôi ở chung phòng với nó. Sinh nhật tôi, Kim Ngân còn đến tận nhà dự và mua hoa tặng tôi. Lúc đó, Kim Ngân còn tỉnh táo. Lúc kết hôn, Kim Ngân tổ chức đám cưới lớn lắm. Chồng Kim Ngân cũng là người có ăn học tử tế.
đàng hoàng lịch sự, có tiếng tăm lắm. Nhà chồng Kim Ngân cũng thuộc dạng có địa vị, gia thế, tiền bạc. Mẹ Kim Ngân thấy thế nên mới an tâm rời Mỹ sang Hồng Kông, Việt Nam để làm ăn, buôn bán, chứ không phải tự nhiên mà bỏ đi. Mẹ ruột Kim Ngân là cô Hương cũng bức xúc lên tiếng. Khi tôi nói con tôi, cháu tôi phải đi làm ăn, không có thời giờ đi theo Kim Ngân thì người ta chửi tôi. Họ bảo gia đình tôi không có thời giờ thì tại sao Thúy Nga lại có? Tôi xin giải thích Thúy Nga làm YouTube. Trước Kim Ngân đã đi lo cho các người vô gia cư khác rồi mới tới Kim Ngân. Đó là công việc Thúy Nga đang làm. Bản thân tôi cũng nói với Thúy Nga rằng, con đi theo Kim Ngân thế này thì để cô tới nhà giúp con đưa mẹ con đi chợ, con đi học. Cô tình nguyện làm những gì có thể để giúp con có thời gian đi theo Kim Ngân. Nhưng Thúy Nga nói thôi vì Thúy Nga đã mướn được người lo cho mẹ và con Thúy Nga rồi. Tôi thật sự muốn tới để đền đáp ân nghĩa và những gì Thúy Nga đã làm cho Kim Ngân. Nhưng Thúy Nga không chịu nên tôi mới thôi. Gia đình tôi cũng tìm hiểu về bệnh của Kim Ngân và thấy rằng bệnh tâm thần đó có nhiều loại lắm. Nhiều người thất tình, học nhiều cũng bị tâm thần. Có người bị cưỡng hiếp, nhìn thấy máu nhiều nên sợ quá mà sinh bệnh. Những bệnh này đến giờ vẫn chưa ai chữa được. Bác sĩ nào nói rằng có thể chữa được bệnh thì tôi mời tới chữa cho Kim Ngân. Bệnh của Kim Ngân là kiểu có nhiều nhân cách trong nó, lúc là con nít, lúc là đàn ông, lúc là phụ nữ. Những nhân cách này sinh ra để bảo vệ Kim Ngân khi sống lang thang. Nếu không có những nhân cách đó thì Kim Ngân có thể trầm cảm mà đi đến tự vẫn. Bệnh của Kim Ngân chỉ cần đỡ thôi là tôi mừng lắm rồi và tôi cũng phải chịu nhịn nó lắm để nó không lên cơn. Kim Ngân mà ngủ không đủ là nó dễ nổi giận, chửi bới. Bởi vậy nên sống với Kim Ngân là phải yêu thương, chiều chuộng và nhịn nó dữ lắm. Cái này rất khó. Dây thần kinh của Kim Ngân hư rồi, không thể chữa được. Ai bảo chữa được cho Kim Ngân thì hãy giúp gia đình tôi đi. Vừa qua, thông tin cựu ca sĩ Kim Ngân bỏ đi sau khoảng thời gian được nghệ sĩ Hà Thúy Nga giúp đỡ khiến dân tình tranh cãi gay gắt. Về phía diễn viên Hà Thúy Nga, cô tuyên bố ngừng giúp đỡ Kim Ngân và bất lực vì Kim Ngân quay về cuộc sống lang thang như trước. Mới đây, trên kênh YouTube ở hải ngoại, khán giả vô cùng bất ngờ trước diện mạo mới lạ của Kim Ngân. Theo đó, bà diện chiếc đầm trắng sang trọng, chân đi giày bút, bên ngoài còn điệu đà khoác thêm chiếc áo len vô cùng thời trang. Bên cạnh đó, đầu tóc Kim Ngân cũng được chải chuốt rất kỹ càng, trên môi còn thoa ít son nhạt. Trong đoạn clip, Kim Ngân tỏ ra rất thần thái và không chút e dè trước đám đông. Hơn nữa, bà cũng nói chuyện với mọi người xung quanh chứ không hề nổi cáo. Phía dưới đoạn clip, khán giả tỏ ra vui mừng trước hình ảnh mới lạ của Kim Ngân. Hiện Kim Ngân không còn ở chung với Thúy Nga, nhưng cộng đồng mạng không thể phủ nhận sự giúp đỡ của nữ nghệ sĩ dành cho Kim Ngân suốt thời gian vừa qua. Thông tin Thúy Nga lợi dụng hãm hại Kim Ngân gây xôn xao trên mạng xã hội suốt nhiều ngày qua. Đỉnh điểm nhất, Thúy Nga cho biết cô bị cảnh sát mời lên làm việc vì bị tố đánh đập, nhốt giọng ca sinh năm 1963 trong nhà để lợi dụng tiền từ thiện và câu view. Một YouTuber cũng cho rằng, số tiền ủng hộ Kim Ngân lớn hơn nhiều với số tiền Thúy Nga công bố, đồng thời khẳng định việc Thúy Nga đưa Kim Ngân đi giải trí ăn nhà hàng sang trọng là phung phí. Điều quan trọng bây giờ là phải đưa nữ nghệ sĩ đi chữa bệnh. Trên kênh YouTube của Thúy Nga, cô bày tỏ sự bất lực vì không thể tiếp tục giúp đỡ Kim Ngân. Cô từng chia sẻ lý do Kim Ngân muốn rời đi vì không muốn làm phiền đến mình. Thôi con thấy con phiền má hai quá, má hai cho con thời gian con dọn đi nơi khác. Chứ dạo này con thấy có nhiều cái phiền má hai quá. Thúy Nga xúc động tâm sự. Trước những ồn ào trên mạng xã hội, mới đây, cô Hương, mẹ ruột Kim Ngân lần đầu lộ mặt trước khán giả và chia sẻ về những câu chuyện xung quanh con gái. Nói về những lời đồn về Thúy Nga, mẹ nghệ sĩ Kim Ngân cho biết. Cô thấy buồn, tội nghiệp cho Thúy Nga khi đã bỏ ra công sức, có lòng tự ái để lo cho Kim Ngân, trước đó là những người vô gia cư khác. Cô cũng khuyên Thúy Nga là đừng buồn. Con cứ tiếp tục quay vì con ngừng thì cũng đâu có ai thương con được đâu. Có mạnh thường quân, có khán giả người ta biết mà. Cô và con gái út của cô luôn ủng hộ con đừng có lo, không ai thưa kiện con được đâu. Nhưng mà chắc Thúy Nga cũng muốn ngừng một thời gian vì cũng mệt mỏi rồi. Mẹ nghệ sĩ Kim Ngân cũng tiết lộ con gái bà phát bệnh tâm thần khi chứng kiến một cuộc ẩu đả trong show diễn. Đồng thời, bà cũng phủ nhận thông tin con gái dùng ma túy mới bị chứng bệnh trên. Tôi nói thật, nếu Thúy Nga tiếp tục làm YouTube thì tôi còn mừng vì tấm lòng, cái tâm của Thúy Nga rất là đáng. Tôi không đặt vấn đề Thúy Nga đã kiếm bao nhiêu tiền từ YouTube mà chỉ biết ơn Thúy Nga vì đã giúp Kim Ngân khỏi màn trời chiếu đất, mẹ nghệ sĩ Kim Ngân chia sẻ. Bản thân tôi vẫn âm thầm ở đằng sau Thúy Nga. Những gì Thúy Nga cần, tôi vẫn sẵn sàng để lo cho Kim Ngân. Tôi có nói với Thúy Nga rằng nên công bố số tiền các mạnh thường quân cho để công chúng khỏi thắc mắc vì có 4 người đã ra tòa để thưa kiện Thúy Nga rồi.
Tôi cũng bảo Thúy Nga rằng nên mở một tài khoản cho con của Kim Ngân để nếu sau này Kim Ngân có chuyện gì, không sử dụng được số tiền đó thì con của Kim Ngân sẽ bỏ ra để trả lại cho Mạnh Thường Quân. Thời gian gần đây, nhiều người lên mạng nói những điều không tốt về tôi, bảo tôi không lo cho Kim Ngân. Tôi muốn nhắn gửi tới những người đó rằng, tôi không biết các người là ai hết mà các người lại phán xét tôi quá đáng như vậy. Nếu Kim Ngân không bệnh mà nghe các người nói về mẹ nói như thế, nó sẽ rất đau lòng. Các người mà thương Kim Ngân thì đừng nói như vậy. Nói ra những lời khiến người khác đau lòng là mình cũng có tội đấy. Làm sao các người biết tôi không lo cho Kim Ngân? Tôi là người đẻ ra nó, nuôi nó ăn học từ nhỏ, dạy dỗ nó từng chút một rồi gả chồng cho nó. Đâu phải tôi bỏ bê nó từ nhỏ. Lúc Kim Ngân phát bệnh, tôi đang ở Việt Nam, đang đi làm ăn kiếm sống. Nếu tôi sang Mỹ thì nhà đâu tôi ở, tiền đâu tôi tiêu. Tôi phải ở Việt Nam làm ăn còn có tiền gửi sang đây để mướn phòng cho Kim Ngân. Bà chủ nhà về Việt Nam, tôi còn phải đóng tiền nhà trước 1 năm để cho Kim Ngân ở. Nhưng vì phòng đó nhỏ quá nên cảnh sát vào kiểm tra rồi không cho ở nữa. Sau đó tôi nhờ em tôi là cô Yến tìm ông người Mexico từng cho Kim Ngân tá túc nhờ để xin ở nhờ tiếp. Nhưng ông đó hay về trễ, Kim Ngân cứ phải đứng chờ. Ông ấy bảo Kim Ngân cứ ngủ trước cửa tạm đi thì nó bảo, tôi đâu phải chó giữ nhà, bởi vậy nên Kim Ngân không ở đó nữa. Những ngày qua, Thúy Nga cho biết cô đã không còn giúp đỡ cựu ca sĩ Kim Ngân nữa vì có vấn đề xảy ra. Cô bị nhiều người tấn công, xúc phạm và lăng mạ khiến nữ nghệ sĩ tổn thương. Trong livestream mới của mình, Thúy Nga khẳng định mình giúp đàn chị chưa bao giờ là để lợi dụng nhằm nổi tiếng hay để lấy tiền của chính phủ Mỹ. Cô không nghĩ tới chặng đường được chính phủ Mỹ cấp tiền vì khi đó sẽ bị ràng buộc nhiều thứ, khiến cô không có thời gian làm việc riêng. Tôi còn có gia đình của mình nữa, nếu đó là người thân ruột thịt của mình, mình mới nghĩ đến chặng đường xa, còn tôi giúp chị Ngân chỉ muốn càng nhanh càng tốt, để chị trở về với gia đình và con cái chị ấy sẽ lo cho mẹ, Thúy Nga chia sẻ. Hiện tại Kim Ngân sắp về nhà mới để ở với em trai của mình, điều này khiến Thúy Nga cảm thấy hoan hỷ. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ thẳng thắn về những điều tiếng, những chuyện xấu mà cô gặp phải trong thời gian qua khi bị nhiều người tấn công. Trên mạng xã hội có nhiều luồng thông tin không tốt về Thúy Nga, đổ tội cho cô, coi cô như thủ phạm. Nói về vụ sư cô tại ngôi chùa của người Việt tại Mỹ mà Thúy Nga từng xin cho Kim Ngân vào ngủ, nữ nghệ sĩ cho biết sau khi đăng tải video về Kim Ngân, đã có người tìm tới chùa với mong muốn giúp đỡ cựu ca sĩ. Người này đã cúng dường hơn 500 USD. Thế nhưng, sư cô tại đây đã nói rằng chùa còn cần cái nọ cái kia, muốn người này hỗ trợ thêm. Người này đã nói sẽ về nhà quyên góp để giúp sư cô thêm 1.000 USD nữa. Sau đó, vì chuyện này, Thúy Nga nhận được nhiều cuộc gọi chê trách về sự kỳ quặc, trong khi bản thân cô không hề biết gì. Tôi đâu có bao giờ để cô không được cái này cái kia đâu. Tính tôi rất sợi lỡi, nhiệt tình. Những gì cô muốn, tôi đều đáp ứng và ủng hộ. Nhưng không hiểu sao, cô lại âm thầm làm thế để giờ nhiều chuyện như vậy. Thúy Nga bất bình. Trước những chỉ trích cho rằng Thúy Nga giả vờ làm Bồ Tát, nữ nghệ sĩ nhấn mạnh mình trung thực và vô tư trong việc quay video. Mọi thái độ của cô trong quá trình giúp đỡ Kim Ngân đều được ghi hình và không cắt cúp, chứ cô không hề cố giả nhân giả nghĩa làm Bồ Tát như các lời nói đó. Đặc biệt, cô tiết lộ đã được cảnh sát mời lên làm việc vì có người tố Thúy Nga rất nhiều tội trạng như tấn công, đánh đập, nhốt Kim Ngân, không cho Kim Ngân tự do, ăn cắp tiền, lợi dụng hình ảnh của Kim Ngân để câu view. Tôi rất đau lòng. Tại sao tôi giúp Kim Ngân mà người ta lại xuyên tạc như vậy? Tôi không biết ai là người tố tôi lên cảnh sát, nhưng lịch trình dày đặc như vậy hỏi có đau lòng hay không? Làm phúc phải tội là như thế, Thúy Nga thổ lộ. Hiện tại, nữ nghệ sĩ chỉ mong những chuyện xấu xa hãy dừng lại ở đây. Cô mong đàn chị về với gia đình, được chăm sóc cẩn thận và sẽ sớm hồi phục. Trách nhiệm của Thúy Nga với Kim Ngân đến đây đã đủ,